Liên quan tới việc một người đàn ông bị rắn cắn ở Tây Ninh, chiều ngày 11 tháng 9, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Giấy đã thông tin về việc điều trị thành công cho bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn nguy hiểm đến tính mạng. Theo đó, sau 22 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Giấy, hiện sức khỏe của anh PVT đã hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo và giao tiếp tốt và sẽ được chỉ định xuất viện vào thứ Hai ngày 14 tháng 9 tới đây. Thì hiện tại thì bây giờ mình đã thấy rằng bệnh nhân đã vượt qua tất cả những cái nguy hiểm, có thể trở về với cuộc sống bình thường với những cái mà biến chứng mà chúng ta đã gần như là loại bỏ hoàn toàn. Cũng theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Giấy, tính tới thời điểm hiện tại, tổng chi phí điều trị của anh T vào khoảng 482 triệu, bao gồm chi phí sử dụng huyết thanh kháng lọc rắn, lọc máu thay huyết tương và một số phương pháp khác. Được biết, ngày 19 tháng 8, bệnh nhân PVT, 38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng có vết thương do rắn cắn ở đùi, liệt tứ chi, đồng tử giãn, mất phản xạ. Trước đó, người này bị một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5 mét, nặng 4,6 kg cắn vào đùi và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chữa trị. Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Giấy, mỗi năm đơn vị này tiếp nhận từ 800 đến 1.000 trường hợp bị rắn cắn, trong đó tỷ lệ tử vong vào khoảng 2%. Riêng với bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn, đơn vị này tiếp nhận 8 trường hợp trong 16 năm qua. Trường hợp của anh PVT được ghi nhận là nặng nhất từ trước tới nay.